Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ đưa mọi người tới một quán truyền thống của Nhật để ăn sáng. Đây là cái máy để mình order đồ ăn. Sau khi bỏ tiền vào máy thì mình sẽ chọn món ăn ở trên màn hình. Order xong hết thì sẽ có một cái phiếu chạy ra, mình chỉ cần đưa cái phiếu đó cho người phục vụ là họ sẽ bưng đồ ăn ra cho mình. Đây là phần ăn của donut gồm có cơm lương. Cơm lương này được ướp rất là đậm đà luôn. Mình thích cái sốt này lắm. Còn đây là tempura, tôm với lại rau củ. Donut ăn mì soba nên vừa có mì vừa có mấy cái nước này đã nhúng mì vào nè. Mùa hè ăn vậy thì mát lắm. Còn đây là phần ăn của mình. Tuy đơn giản nhưng mà mình biết chắc là mình sẽ nhớ phần ăn này lắm luôn. Chỉ có cá, mackerel, chiên, cơm, miso soup với lại một miếng đậu nành rất là mát lạnh. Phần ăn của donut là 930 yen, còn phần ăn của mình là 670 yen. Tuy là tụi mình chỉ kêu hai phần ăn thôi, nhưng mà cô phục vụ cũng đem ra chén bát cho cô nè. Chị hai donut đang ăn nè. Ngon không chị hai? Cho mày thử cái cơm lương á. Cơm lương mà nó thơm. Cái phần của con hơi nhiều. Cơm lương ngon. Ăn cái này mình lo tới chiều nó nhiều. Những lúc đi chơi như thế này thì mình luôn linh hoạt cho cô ăn những thứ mà mình và donut ăn. Ví dụ như hôm nay thì có cơm với lại miso soup cô ăn được nè. Mình có rẻ cho em mấy miếng cá nữa, em cũng thích lắm mọi người. Trộm ví là em này thích ăn hải sản. Lúc đầu thì em có ăn mì soba của chị hai em nữa. Ăn sáng xong thì tụi mình ra ga tàu gần đó để đi tới Osaka Castle. Tàu điện ở Nhật rất là đúng giờ, không trễ một phút nào luôn á mọi người. Ở trên tàu thì cũng sạch sẽ, mình đây giờ này cũng vắng chứ bình thường giờ cao điểm là đông hơn nhiều. Từ chỗ khách sạn của mình mà đi metro tới Osaka Castle thì chỉ lên tàu một lần thôi, không có phải đổi tàu nhiều. Mọi người có thấy Osaka Castle phía sau không? Xa lắm. Đây, phải đi bộ cỡ 10-20 phút gì đó mới tới. Bên kia có Lawson. Khát nước có phải qua đó mua nước không? Có cả Starbucks nữa kìa mọi người. Hai mình đi cái chain này lên đó cho nó đỡ mỏi chân ra. Cũng rẻ. Ok, đây. Mua nước trước nha. Nóng quá donut ăn kem tiếp nè. Donut thích bệnh này hơn hả? Tưởng thích chanh chứ. Nó không có. Từ đây ở đây chỉ có vị béo béo này thôi. Mà nó ngon. Để mua nước gì cho em Coco uống không thôi. Em Coco khát nước. Mua ở trong mấy cái bình này á thì mình mở ra mình vặn lại mình cất được. Rồi Coco không có phải uống hết một lúc. Hơi bất tiện, chắc mua cái này cho cô quá. Mua nước xong rồi bây giờ mấy mẹ con mình đi mua vé để đi cái tàu đó cho khỏe. Chứ mình thấy bậc cầu thang quá trời, chắc không có lên nổi cái castle đó bằng chân đâu. Mấy trò chơi cho con biết ở Nhật toàn là cát vậy thôi ta.
trời nóng mà mấy cái này nó nóng lên chắc ngồi phỏng mông luôn á. Tới ngay đây thì tàu sẽ dừng lại một lần để ai muốn xuống ngay đây ăn cái nhà hàng ở chỗ này á thì ăn. Mà mình thấy hầu như là không có ai xuống hết, tại vì chủ yếu là mọi người ngồi trên cái tàu này là để đi lên tới đỉnh luôn, lên tới cái chỗ lâu đài. Nếu mà đi bộ thì có thể mua nước và lại mua bánh đồng xu ở bên đường ăn. Mà xa nha mọi người, mọi người thấy cái lâu đài tít tít ở trên kia luôn không? Đi bộ 20 phút như chơi á. Nếu nhà mà có người già với trẻ em thì nên đi giống như mình, lên đây ngồi xong rồi cái người ta chở lên tới nơi luôn. Lên tới cũng cao cao rồi nên nhìn qua bên này là thấy những tòa nhà cao tầng nè mọi người. Hay quá ha, giữa thành phố nhộn nhịp nhiều nhà cao tầng như vậy lại có một tòa lâu đài cổ kính nằm ở giữa, bao bọc xung quanh là nhiều cây xanh và còn có hồ nước nữa. Bây giờ thì chúng mình có thể nhìn thấy tòa lâu đài gần hơn một chút rồi nè. Nhưng mà vẫn ở trên đồi cao lắm mọi người ơi. Hình như là cái xe này nó chỉ thả tụi mình ngay đây thôi. Tàu đã đưa mấy mẹ con mình tới Osaka Castle rồi nè. Bây giờ đi lên thôi. Nếu thích đi thuyền thì mọi người có thể mua vé xong rồi đi dạo quanh cái hồ đó để ngắm cảnh cũng vui kìa. Giờ thì ba mẹ con mình sẽ chuẩn bị sức lực để đi leo dốc. Nhìn vậy chứ có vẻ cũng trên cao lắm nha mọi người. Ở đây nhiều cây cối nên nhiều ve nữa, mọi người nghe tiếng ve không? Nãy giờ cô ngủ nên mình điệu cô, còn Donut thì đẩy cái xe không. Lên được nửa dốc rồi mấy mẹ con mình đang ngồi nghỉ xíu rồi đi tiếp. Còn một đoạn dốc ngắn nữa thôi là lên tới rồi. Ở đây trẻ em từ 15 tuổi trở xuống thì được vào cổng miễn phí, còn vé người lớn là 600 yen một vé. Vô trong cái lâu đài này phải đi cầu thang với đi bộ nhiều nên là không có được đẩy xe đẩy. Đây là chỗ bán vé nè, mình đang xếp hàng. Bên trong của tòa lâu đài này thì được cải tạo lại thành một bảo tàng. Lâu đài Osaka này được xây dựng vào nửa thế kỷ 16, lâu đời lắm luôn rồi mọi người. Và từ lúc khởi công cho đến khi hoàn thành là mất 16 năm luôn á. Lên trên tầng cao nhất mình sẽ được ngắm cảnh thành phố từ trên cao như thế này. Lâu đài Osaka này tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố luôn, giống như vừa là trái tim vừa là biểu tượng của thành phố Osaka này. Mọi chi tiết đều được bảo tồn rất là kỹ, mọi người thấy vàng bóng loáng lên luôn không? Đi xuống thì mấy mẹ con mình lại tiếp tục mua vé để đi bằng cái xe điện đó. Vé đi lên với lại đi xuống là mình phải mua riêng nha mọi người. Mẹ em bé nhìn đây.
Tạm biệt lâu đài Osaka, bây giờ tụi mình sẽ ra bến metro để đi tàu về lại khách sạn. Đây có mỗi cái lâu đài thôi mà hết cả buổi á mọi người. Ở Nhật đi bộ rất là nhiều, đi bộ từ khách sạn ra ga tàu nè, rồi đi bộ từ ga tàu tới cái chỗ mà mình cần tới. Mỗi ngày mình đi bộ 20.000 bước như chơi luôn á. Về lại khách sạn. Về từ sáng tới giờ. Đau cả chân. Đây cả ngày về ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn. Mọi người biết sao không? Donut ở Nhật Donut chỉ thích ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi thôi. Nên là cũng tiết kiệm ghê luôn á. Hôm nay Donut đang có món gì nè? Làm ho những món Donut có nha. Sữa bò. Kem sữa bò. Kem sữa bò. Và nó kem bò. Rồi giờ ăn kem bò trước. Tại vì sợ kem bò nó tan. Nên cho Donut ăn kem bò trước. Kem bò. Thôi, con mở ra thôi. Ở trên nó có con bò nè, nên bà kêu là kem bò á mọi người. Cùng quá. Em bà lấy cái muỗng cho con nha. Dạ. Đập cho em nha. Thôi thôi thôi. Ok. Thử miếng đầu tiên nha. Nãy mình liếm được cái nắp thấy ngon. Nó có nhiều mùi bò lắm nên gọi là kem bò cũng được, kem sữa bò. Thế vậy nó sao, có ngọt không? Nó ngọt. Ngọt. Mà nó nên như là sữa. Nên như là sữa đông lại thôi hả? Ừ. Chúc cho em nha. Vui quá hả? Ngon. Mình có mua thử sữa hạnh nhân nè, với lại sữa chua uống, vị dứa. Hôm bữa mình thử vị dưa lưới rồi nó cũng ngon nên mình mua thử vị dứa luôn. Còn sữa hạnh nhân này thì cho cô uống. Biết nó có đường không để mình coi kỹ ra thành phần, nếu có đường thì mình uống. Cô có vẻ thích cái sữa này. Ngon không con? Nếu ngon thì gật đầu. Ô ngon á hả? Con nói ngon nha. Con có yummy không? Hay con lắc lên á hả? Có trung độ nha. Còn cái này là sữa tươi mình mua cho Donut uống. Hôm bữa cô uống thử rồi, Donut thích cái sữa này, nó ngon. Cơm thì mình mua những cái vật này đây. Cái này là cá hồi. À không phải cá hồi, vị cá thu với lại sốt mayonnaise. Mua thêm nước điện giải uống. Donut nói là ở Nhật á, chưa bao giờ Donut đói bụng luôn. Tại vì lúc nào bụng cũng no hết. Cửa hàng tiện lợi ở khắp nơi, cứ đói cái là ghé vô mua đồ ăn ăn. Đây là bánh mochi rất là nổi tiếng, mình mua ở mall hôm qua. Cái hộp nó như thế này nè mọi người, đẹp không? Ồ, đây là bên trong nè. Nhìn ngon quá mọi người ơi. Cái này là đặc biệt vị đào. Đang là mùa đào nên là mấy cái này đặc biệt. Còn cái này là vị gì hết mình quên rồi, để ăn thử. Quên. Khi mình mua họ đóng gói rất là cẩn thận, họ bỏ đá khô vô đây cho mình nữa nè. Rồi hỏi mình là bao nhiêu tiếng thì mình về tới nơi. Xong rồi nếu mà lâu quá nữa thì họ sẽ cho cục đá bự hơn. Nhưng mà nếu cục đá bự hơn chắc tốn tiền á. Nè ăn thử nha. Cục nó trắng miếng thật. Nó mềm, bánh mochi ở Nhật nó mềm vậy. Mấy cái này là ở bên trong có nguyên miếng trái cây hay sao á. Ngon không? Ngon không? Ngon. Cái này là vị dâu. Ngon á. Dâu Nhật ngon ghê á. Con ơi đừng tắt đèn con. Đang quay mà vẫn cứ bật tắt đèn. Này, cái bánh ta đẹp vậy mà bà cô bà tới bà bóp cho một cái vậy, nó thành vậy nè mọi người. May là quay khúc nãy thấy đẹp rồi á. Chán thiệt luôn. Ra đây đây đây, mẹ lấy cho. Yummy. À yummy, gummy. Yummy. Cô thích ăn thử yummy không? Cái này có đào ở trong nè. Oh yeah. Mommy ăn.
Wow, cái này mình để tủ lạnh từ hôm qua tới giờ mà cái vỏ bánh nó vẫn mềm và cái miếng đào ở bên trong á nó mọng nước ăn mát lắm luôn. Về khách sạn nghỉ ngơi một chút có đầy năng lượng rồi, bây giờ ba mẹ con mình đi chơi tiếp nè. Đây là khu Shinsenkai, nổi tiếng với sự náo nhiệt và những cái bảng hiệu 3D rất là hoành tráng luôn. Wow, cái này là nhà hàng sumo. Ở đằng trước toàn là hình sumo không à? Sao chị bán những món sumo? Có bên kia kìa nách. Nhìn cái mặt kia kìa có hay không? Tempura của chị hai kìa. Tụi nó thích ăn tempura lắm kìa. Hay quá vậy ta. Mấy cái biển hiệu nhìn hay quá mọi người. Ồ, bên kia có quá trời cái chơi luôn kìa Donut. Donut đang thích đồ trong mấy cái máy này lắm nè. Wow, puppet nè. Để coi bên mấy cái máy kia là cái gì. Chỉ có 100 yen thôi. Chơi đấy. Ok. Mà bỏ bao nhiêu coin nhau? Wow, cái khu này nhộn nhịp quá. Ồ, bên kia đang quay phim gì á mọi người. Nhìn hoành tráng lắm. À, người ta đang quay phim gì nè. Hey Coco. Hey Dada.
Mọi người có thấy mấy cái đồ này giống như ở trong Tokyo trước giờ đó mình hay mở không? Tiếp theo, ba mẹ con mình sẽ đi đến Kurumon Market. Ở trên metro thì tụi mình hay ngồi cái toa dành riêng cho người già, phụ nữ mang thai với trẻ em nè. Qua giờ cao điểm rồi nên chỗ ngồi cũng dư dả, không có ai phải đứng hết. Đa số là mấy cái trạm metro mình đi đều có thang máy, chỉ có nhiều cái khúc exit á, để mình đi ra ngoài. Nếu mà mình muốn đi thang máy thì mình đi vòng hơi lâu, còn nếu mà bưng cái xe đẩy lên thì mình đi bậc thang nó sẽ nhanh hơn. Lúc nãy Donut gấp thú bị hụt nên là Donut đang buồn đây. Ồ, nó phát sáng á. Coi tiếp xem coi thích cái nào nhất. Dễ thương quá vậy. Có mấy cái chỉ có 100 yen, còn có mấy cái 400 yen. Cái này 20. Ờ, thích con heo đó hả? Nó là mochi hay gì? Nhìn giống mochi quá vậy. Ồ, cái này có trà rồi này, đẹp không mọi người? Bò vô ở đây. Ờ, phải không? Đúng rồi. Vặn nha, vặn. Nó không xuống. Vặn tiếp, phải vặn tiếp. Cho vặn em kìa. Hao. Ok. Next day. Có mở ra mọi người. Bỏ đi, bỏ đi. Ủa, cái nào lấy gì nữa. La cà chơi mấy cái máy gacha lâu quá nên là tới Kurumon Market đóng cửa mất tiêu. Không có còn hàng nào mở cửa hết trơn á. Thôi thì sáng mai tụi mình sẽ quay lại đây sớm. Còn bây giờ thì đi lang thang về khách sạn. Trên đường về khách sạn thì tụi mình sẽ đi ngang qua Dotonbori nè. Hai cái chỗ này nó gần nhau lắm mọi người. Tụi mình cứ đi vòng là ra tới Dotonbori à. Chỗ có cái bảng hiệu con cua 3D á. Buổi tối ở Osaka rất là vui và nhộn nhịp. Hầu hết giới trẻ tìm tới thành phố này vì con người ở đây cởi mở lắm mọi người. Tới đây dù mọi người ăn mặc như thế nào, bề ngoài có ra sao thì cũng không bị ai đánh giá hết. Vì vốn dĩ con người ở đây họ đã cởi mở sẵn rồi. Hôm nay ba mẹ con mình sẽ trả phòng để đi Kyoto. Từ Osaka mà đi tàu bình thường tới Kyoto thì khoảng 1 tiếng á. Còn đi tàu cao tốc thì nhanh hơn nữa mọi người. Không có hành lý gì nhiều hết tại vì mình gửi đây hết rồi. Có một bịch đồ này. Mình nặng quá. Nhưng mà nó hơi bị nặng. Tại vừa có nước vừa có mấy cái đồ skincare đồ á. Trả chìa khóa lại cho khách sạn nè. À ở đây mấy bữa rồi mà mình chưa quay cái sảnh ở dưới này cho mọi người coi. Ở dưới này thì có nhà hàng để mình ăn sáng với lại chỗ để nghỉ ngơi, đọc sách. Nếu mà mọi người cần giặt đồ thì ở đây cũng có máy giặt, máy sấy đủ hết. Bình thường toàn đi Dotonbori vào buổi tối. Bây giờ hai mẹ con mình lang thang ban ngày và xin cho mọi người coi nè. Ban ngày cũng đẹp lắm. Cái tiệm Takoyaki ở đây không biết có đông không? Tại thấy nó bình thường buổi tối đông lắm. Nên nó không đông thì hai mẹ con mình ăn thử. Không biết mở cửa chưa nữa. Ồ, cũng có người đợi nhưng mà cũng không đông lắm.
Ngon không Donut ơi? Cuối cùng Donut cũng được ăn takoyaki chính gốc quả Nhật. Mam hả? Con cũng mam nha. Che dù hơi nắng. Nếu mà đi ban ngày á thì nắng nên là ai cũng che dù hết nè mọi người. Mấy cái tiệm ở đó cũng đông quá trời, không biết bán gì. À, mì ramen. Mì Ichiran nó mở 24 giờ luôn mà lúc nào mình thấy cũng có người xếp hàng rồng rắn hết. Từ Dotonbori mình đi bộ qua khu chợ Kuramon thì cỡ 10 phút á mọi người. Nếu như mà mọi người thích đi những khu chợ này thì đừng có đi buổi tối giống mình hôm bữa mà đi buổi sáng như thế này nè. Lúc người ta vừa mở cửa thì sẽ vắng vẻ hơn, đỡ phải xếp hàng. Khu chợ này thì đồ ăn bao la luôn, nhưng mà mọi người nhớ là đem theo tiền mặt nha. Vì ít chỗ lấy thẻ lắm, hầu như là không có chỗ nào lấy thẻ. Nếu mà phải rút tiền mặt hoặc là đổi tiền đô sang tiền mặt ở mấy cái máy money exchange á, thì mọi người nhớ coi tỷ giá trước. Tại vì mình để ý là mỗi máy thì nó lại có một tỷ giá khác nhau. Có nhiều cái máy money exchange họ tỷ giá của nó cao như là bóc lột vậy á mọi người. Mọi người đổi 100 đô là chỉ được 11-12 ngàn yen thôi. Mắc ơi là mắc luôn á. Donut đi ngang qua cái máy gacha này thấy có thẻ Pokemon, thích quá. Bây giờ đang bỏ tiền vô để lấy nè. Bấm nút nha. I got a pack, I knew it. Như mọi người đã thấy thì các quầy hàng ở đây chủ yếu là hải sản, tôm, mực, cua hoàng đế, rồi thịt bò quang du nướng. Tới Osaka thì cũng gần Kobe nên ăn thịt bò Kobe cũng ngon lắm. Quầy này bán toàn là bánh croissant mà cái nhân của nó đủ thứ vậy luôn nè mọi người. Nhìn hấp dẫn ghê. Mấy chị bán hàng cũng xinh nữa. Sushi ở đây thì nhiều cửa hàng bán lắm luôn. Đi đâu cũng có thể được ăn sushi. Mà giá cả thì chắc chắn là rẻ hơn ở Mỹ rồi. Nên nếu như mà mọi người đang đi Nhật thì nhớ tranh thủ ăn sushi nha. Mình rất là thích ngắm những cái mô hình đồ ăn ở Nhật. Tuy là giả nhưng mà họ làm rất là tinh xảo luôn. Nếu mà không thích ăn tôm cua thì ở đây cũng có nhiều lựa chọn khác như là hàu, sống nè. Ồ, có con tôm hùm này bự ghê. Mấy con nhum cũng tươi lắm. Mình thấy người ta ăn nhiều quá chừng. Ngoài những cái sushi trong nhà hàng thì còn có sushi đóng gói sẵn nè. Bên này là tôm, cua nướng, người ta đang nướng nguyên một cái càng cua hoàng đế luôn. Mình lại đang lười ăn mấy cái món có vỏ, tại vì lười lột đó mọi người. Trong Kuramon Market này thì có một cái chợ nằm riêng lẻ nữa. Nhiều đồ ăn ngon quá mà đi vô đây mình hoa mắt luôn á mọi người, cái gì cũng muốn ăn hết trơn á. Nếu như mà mọi người muốn mua thịt bò mang về á, thì tới đây mua thịt bò nè, người ta sẽ gói lại rất là cẩn thận, có đá khô rồi để bảo quản luôn. Ăn hạt dẻ không? Bên đó là hạt dẻ. Ồ, có bán kimono kìa, để mẹ coi thử bao nhiêu bộ mua cho hai chị em mà. Nama chocolate 980 yen. Là có 7-8 đồng gì à. Bên này là khoai lang chiên với lại daifuku dâu. Ủa, nhìn ngon quá vậy. Nhưng ở đây rất là tươi, người ta cho mình rong biển với lại xì dầu và mù tạt ăn kèm nè. Coi cái tuyếp xì dầu dễ thương không mọi người, hình con cá. Còn đây là hàu nướng. Tuy là còn sớm cũng ít người nhưng mà cái quầy này nhiều người xếp hàng ăn là mình cũng tò mò ăn thử nè. Để coi có ngon không nha. Xì dầu vô chung với mù tạt trước nè. À, quên quay cho mọi người coi bên này mình có sò điệp nướng nữa. Sò điệp nướng thì người ta xì dầu hay gì lên thôi à. Nhưng mà mình thấy cũng ngon, cái mình ăn thử luôn.
còn nóng hổi nè mọi người thấy không? Cái này thì ăn cũng được thôi. Mình nghĩ là sò điệp nướng mỡ hành kiểu Việt Nam mình vẫn là ngon nhất. Được cái nhum cuốn rong biển này ngon nè. Cái rong biển đặc biệt, nó có vị hơi mặn mặn và nó cứng hơn những cái rong biển bình thường. Mình thích. Đi loanh quanh ở đây một hồi cũng đến giờ tụi mình phải ra bến tàu điện để bắt tàu đi Kyoto. Mời mọi người đón xem những video sau để cùng đi tham quan Kyoto với tụi mình nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian coi hết video này. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye bye!